Xin chào các bác, hôm nay em xin chia sẻ cho các bác về cách là trộn phân với đất để làm cái bầu quế, để cho cây quế, ươm cây quế. Thứ nhất thì là chúng ta có cái đất mịn ở đây, mình sàng qua. Thứ hai thì là có phân gà. Thứ ba thì là có cái chấu nữa. Và thứ tư thì là có phân NPK. Thì cách trộn thì thứ nhất các bạn lại phải lấy sàng cái đất ra. Đất ở đây sàng đất mịn. Và tiếp nữa thì là có phân gà trộn theo tỷ lệ là tùy mình thôi. Mình cảm giác là mình thấy như nào, nhưng mà phải ủ trước khoảng một tháng cơ. Đó, ủ trước một tháng thì để cái phân được hoại đi. Và tiếp theo thì mình sẽ trộn thêm cái chấu. Đây là chấu thì cũng tùy vào cái gọi là chúng ta xem ước chừng thôi. Tuy nhiên đối với phân NPK thì các bác phải trộn là khoảng 2% thôi nha. Đó. Còn là cái phân gà thì chúng ta phải ủ trước một tháng thì mới làm được, mới mang vào bầu. Và khi mà làm bầu xong ấy thì chúng ta có thể là ươm luôn cây, ươm hạt quế xuống được luôn. Đó, các bác ở bên kia thì đang làm đây. Thì đằng bên kia thì có một người chở đất đã trộn ở phần bên chỗ bên đường kia. Đấy, và mang vào đây đủ để cho các bác, và một người lại chở đất từ bên này và trong cho các bác ở bên này đóng bầu. Sau khi được xong ấy thì chúng ta có thể là ươm luôn được rồi, cho hạt quế vào luôn được rồi. Đó, hạt quế thì làm bầu xong thì cho hạt quế vào để ươm luôn được đó. Thì các bác thấy hay để các bác chia sẻ cho nhiều người được biết, rồi để cho cái việc ươm quế hoặc trồng quế của mình được phát triển nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.